chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin tiếp tục làm một video hướng dẫn các bạn nhập các thông số vào máy nhận dạng tự động. Đối với cái dòng máy của mình là dòng máy Furuno FA150, thì đối với những từng loại máy nó khác nhau thì nó có cái giao diện khác nhau, nhưng riêng cái nhận dạng tự động này, cái AIS này, dù giao diện nó khác nhau cỡ nào nhưng về các cái thông tin cơ bản ở trên cái máy thì nó tương tự như nhau. Thì hôm nay mình làm cái video hướng dẫn các bạn cách nhập các thông số vào máy nhận dạng tự động, mà cụ thể cái máy của tàu mình đây là máy Furuno FA150. Thì đây là cái giao diện của máy mình nhé, máy Furuno FA150. Các bạn cài đặt như sau: các bạn vào Nav Status này, bấm nút này. Ở mục này như tàu mình đây đang chạy, đây cái status của máy là cái chế độ máy đang chạy. Như tàu mình đây là đang dùng underway sailing, với tàu đang hành trình trên biển thì mình dùng chế độ này. Các bạn muốn chọn sang chế độ khác, các bạn ấn enter này. Đó, nó đang mục 0, bạn kéo sang đây. Kéo sang mục số này, số cuối này, sau đó các bạn kéo lên cao xuống bằng vị trí này. Mình sẽ kéo về 0 để mình giải thích từng thuật ngữ một. Đối với mục 00 này, underway using engine, ở chế độ này có nghĩa khi các bạn đang Mahler điều động, các bạn dùng máy thì các bạn dùng cái status này nhé. Các bạn đặt cái chế độ này. Khi cái tàu các bạn neo thì các bạn đặt ở S anchor. Đó, các bạn đặt để status được mục này. Not underway command, under command. Cái này là mất khả năng điều động nhé. Khi tàu các bạn mất khả năng điều động, các bạn thả trôi thì các bạn có thể dùng cái status này. Các bạn kéo lên mục 3, Restricted Maneuver Penalty. Cái mục này là mục hạn chế khả năng điều động nhé. Khi tàu các bạn bị hạn chế khả năng điều động thì các bạn dùng cái status này. Khi các bạn bị mớn nước khống chế thì các bạn dùng cái status này nhé. Và khi tàu các bạn buộc cầu thì các bạn dùng cái Murex này. Tôi lưu ý các bạn này, tưởng đơn giản cái từ Murex này, khi các bạn buộc cầu các bạn phải nhớ cài đặt nó nhé. Bởi nhiều lúc BSC nên người ta kỹ, người ta sẽ bắt, người ta kiểm tra xem mình đặt cái chế độ này có chuẩn không. Khi các bạn đang buộc cầu mà các bạn vẫn đang để cái chế độ là sử dụng máy hoặc là hành trình trên biển hoặc một cái chế độ khác là người ta sẽ phạt mình nhé. Nên các bạn lưu ý cài đặt theo đúng cái chế độ của nó. Cái mục này, mục số 6 là mục mắc cạn. Ở nào khi tàu có mắc cạn thì các bạn để cái status này. Mục 7, đây là dành cho tàu thuyền hoạt động đánh bắt cá, đây mình không dùng, mình là tàu hàng. Và mục 8 là underway sailing, đây là mình hành trình trên biển thì là mình dùng mục này. Sau khi các bạn đến cái mục mà các bạn cần chọn, cần quan tâm thì các bạn enter. Đó thì đã được chọn. Tiếp theo xong cái vấn đề status, các bạn kéo sang giao diện khác để cài đặt tiếp. Đây là cài đặt tên của cảng đích. Đây ví dụ tôi đi cảng Vũng Tàu, tôi nhập sẵn trong máy đây. Thì các bạn kéo xuống Vũng Tàu. Sau đó các bạn enter. Nếu các bạn muốn sửa sang một tên một cảng khác thì các bạn enter nhé. Còn nếu các bạn chọn thì các bạn kéo lên select, enter. Đây ví dụ sửa thì các bạn enter vào các bạn sửa thôi. Đây ví dụ tôi sửa cho các bạn xem. Đấy, các bạn viết chữ khác ra. Đây chữ thì các bạn kéo lên kéo xuống là chữ này. Đó. Khi bạn sửa xong rồi các bạn enter. Rồi. Sau khi các bạn đã cài xong cảng đích, đến tiếp theo các bạn kéo sang nút sang ngang để sang giao diện khác. Đây ngày giờ, thời gian đến pilot station. Đây các bạn cài đặt, giúp các bạn enter. Kéo lên xuống này. Là ngày này. 21 tháng 5. Tháng 4 chẳng hạn. Đấy, các bạn kéo lên xuống. Enter. Rồi giờ cũng vậy. Các bạn kéo mục vẹn enter và các bạn bấm số giờ ra 11:30 chẳng hạn, 10:30, sau đó các bạn enter. Ok, xong hết các bạn đã enter và các bạn lại tiếp tục kéo sang một giao diện khác để chúng ta cài đặt tiếp. Đây thuyền viên, đây số lượng thuyền viên, như tàu mình 19, tàu các bạn bao nhiêu các bạn ghi vào nhé, các bạn enter luôn. Đây nó hiển thị 4 số, các bạn kéo sang ghi 2 số cuối. Tàu các bạn 24 người chẳng hạn. Đây các bạn kéo lên kéo xuống thì là để số, để nhảy số nhé. 24 này. Đó. Như tàu mình 19 thì mình sẽ kéo là 19. Rồi sau đó các bạn enter.
đối với loại tàu, thì đối với cái AIS của mình, cái loại tàu thì nó lại không có để cho mình lựa chọn, nó đều là loss, nó không có giá trị này, not available này. Nhưng đối với một số giao diện máy các bạn có tàu là tàu thanh tanker hoặc cái tàu tàu bách hóa chẳng hạn, hoặc tàu các loại tàu tàu cá chẳng hạn, thì nó có các loại tàu các bạn chọn nhé, theo các loại tàu của các bạn. Đối với giao diện tàu mình cũng có, thì đây mình nói thêm. Rồi sau khi bạn chọn xong, các bạn kéo tiếp sang giao diện khác thì các bạn cài đặt tiếp. Draft, đây ví dụ draft chuyến này của mình là 6.9. Cái draft này các bạn nên cài đặt là cái draft maximum nhé, có cái mớ nước ở phía lái đấy, để cho VTS người ta biết, người ta kiểm soát được cái mớ nước tàu mình để xem tàu mình có chạy được không, để người ta cảnh báo mình. Các bạn cài đặt chuẩn xác cái vấn đề này là draft của maximum nhé, chứ không phải mớ giữa đâu, mớ này mớ sau lái đấy. Khi các bạn cài đặt xong, các bạn enter. Đây, các bạn là 8m chẳng hạn, 7m, 9m, thế thì các bạn kéo xuống lên là ra số, sau đó các bạn enter. Rồi, sau các bạn cài đặt xong, các bạn kéo tiếp, hết thông số rồi, hết thông số để cài rồi. Ok. Như vậy là mình đã hoàn thành xong các bước cài trên cái máy nhận dạng này nhá, cái máy nhận dạng tự động này. Vừa giờ là mình hướng dẫn các bạn nhập các thông số trên máy AIS. Có một cách nhập nữa mà nhanh hơn cách chúng ta nhập vào trực tiếp vào máy AIS, đó là chúng ta nhập trên radar. Đối với cái cách này thì mình cũng đảm bảo là nhiều bạn đi tàu lâu cũng khả năng không để ý đến cái cách nhập trên radar này. Thì hôm nay tiện làm video này, mình cũng hướng dẫn luôn các bạn cách nhập trên radar các thông số này nhé. Khi các bạn nhập các thông số trên radar thì nó cũng tự động, nó sẽ đây, bởi vì radar kết nối với AIS, nó sẽ tự động nó nhảy các thông số đấy sang AIS, nó rất tiện lợi và rất nhanh, nhiều lúc nó sẽ nhanh hơn chúng ta sử dụng cái máy kia. Thì tiện đây mình cũng xin làm cái video hướng dẫn luôn. Thì không biết đối với radar tàu các bạn, các loại radar tàu các bạn nó có hỗ trợ hay không, nhưng đây đối với radar tàu mình, radar pha 2127 Furuno nhé, Furuno 2127. Thì đây các bạn, đối với dòng radar của mình thì các bạn vào đây phần mục AIS này, đó các bạn bấm chuột phải, các bạn kích chuột phải, nó sẽ hiện lên, đây nó hiện lên các thông số này. Các bạn vào mục Void Data này, các bạn chọn Void Data, các bạn Enter này, đó, đây Status này, các bạn Enter này. Đây ví dụ các bạn chọn Status số mấy, ví dụ số 7 chẳng hạn. Đây, các bạn Status số 7 thì các bạn bấm nút số trực tiếp trên cái này nhá, thì nó sẽ ra, giúp tôi muốn chọn số 6 thì tôi bấm 06 này, 06 thì ở trên màn hình nó hiện luôn nhá. Đây status của tôi đang hành trình trên biển nên tôi sẽ dùng là 08 underway setting đó. Chúng ta cài đặt luôn trên radar này. Và thứ hai, chúng ta kéo phần EPA, chúng ta enter. Tương tự đây tôi để ngày 21 tháng 5, tôi để nhầm, bây giờ tôi sẽ cài đặt là ngày 20, EPA của tôi là ngày 20. Các bạn kích vào ngày thì bạn tương tự bấm nút số dưới này nhé, rất nhanh. 20 này, tháng 5 là tương tự tháng cũng vậy, thì các bạn cũng thể di ở nút giữa này, giữa con chuột. Nó hơi tối, ok. Các bạn đi tháng 5, hoặc bấm. Đó, enter, ngày 2021. Và thời gian cũng vậy, thời gian từ 10:30, hoặc thời gian khác thì các bạn bấm trực tiếp số trên bàn phím radar nhé, thì nó sẽ ra. Ví dụ tôi bấm 15 giờ chẳng hạn, đấy 15:30 thì trên radar nó hiện 15:30 rồi, 15 rồi đấy, thì nó sẽ hiện đổi 15:30, nhưng mà tôi đang 10:30, tôi sẽ cài đặt lại nhé. Rồi, tương tự các bạn kéo phần destination vậy. Đây các bạn ghi trực tiếp đây, trên đây nó có bàn phím như bàn phím điện thoại luôn. Các bạn cái cảng nào, tên cảng đích là gì, các bạn ghi luôn trên đây. Các bạn thay số, xay sửa nó cái số này được. Và mớ nước cũng vậy. Đó, các bạn cài đặt bấm số trực tiếp luôn. À, đối mớ nước này nhá. Các bạn dụ đây là tôi là 6m9. Dụ mớ nước của bạn 8m chẳng hạn. Các bạn không thể bấm số 8, số 8 không ra được. Các bạn phải bấm thêm số 0 này, 8 này, 0 này. Chứ bạn bấm số 8 là không nhảy nhé. Các bạn thêm số 0 trước nữa. Như tôi là 69 thì bấm 069 này. Đó. Rồi thuyền viên tàu bạn bao nhiêu các bạn ghi đây. Một lưu ý nữa, đối với tàu tôi, với tàu các bạn thì cái tùy từng máy nhận dạng
tự động dạng AIS nó khác nhau thì như nào? Đối với tôi viên mục thuyền viên này, tôi có thể cài đặt ở đây, khi tôi tất cả thông số tôi cài đặt ở đây thì nó nhảy, nó sẽ đồng bộ vào cái máy AIS, có nghĩa các bạn kiểm tra trong máy AIS thì thông số thuyền viên nó y xì như vậy. Nhưng mà khi các bạn cài đặt từ cái máy AIS số lượng thuyền viên ra radar thì cái đối cái máy radar tàu tôi thì nó riêng mục thuyền viên này nó không hiện được, nên các bạn cài đặt bằng tay nhé, nhập bằng tay ở đây, các bạn nhập bằng tay thuyền viên đây. Thì hôm nay cái video hôm nay mình xin làm hướng dẫn cho các bạn như vậy, có gì các bạn chưa hiểu thì các bạn tìm hiểu thêm nhé. Thì nếu anh em thấy hay và hữu ích xin cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong các video sau.